Tây Ninh TV Audio kính chào quý vị, thưa quý vị, Ủy ban nhân dân thành phố Tây Ninh ngày 4 tháng 9 ban hành kế hoạch xét nghiệm sàng lọc đối tượng nguy cơ và địa bàn nguy cơ nhằm mục tiêu kiểm soát dịch Covid-19. Theo đó, lịch xét nghiệm sàng lọc cụ thể như sau. 1 giai đoạn đang áp dụng chỉ thị 16, chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ, thực hiện từ ngày 6 tháng 9 đến ngày 20 tháng 9 năm 2021, đồng thời triển khai định kỳ theo từng nhóm đối tượng trong kế hoạch. Cụ thể, lần 1, từ ngày 6 tháng 9 năm 2021 đến ngày 7 tháng 9 năm 2021, thực hiện xét nghiệm sàng lọc đối với các dùng đỏ cam trên địa bàn thành phố. Từ ngày 8 tháng 9 năm 2021 đến ngày 9 tháng 9 năm 2021, thực hiện xét nghiệm sàng lọc đối với các dùng xanh vàng trên địa bàn. Bàn thành phố. Lần 2, thực hiện trong 3 ngày 12, 13 và 14 tháng 9 năm 2021, thực hiện xét nghiệm sàng lọc đối với các dụng đỏ cam trên địa bàn thành phố. Lần 3, từ ngày 16 tháng 9 năm 2021 đến ngày 17 tháng 9 năm 2021, thực hiện xét nghiệm sàng lọc đối với các dụng xanh vàng trên địa bàn thành phố. Từ ngày 18 tháng 9 đến ngày 19 tháng 9 năm 2021, thực hiện xét nghiệm sàng lọc đối với các dụng đỏ cam trên địa bàn thành phố hai Giai đoạn không áp dụng chỉ thị 16, chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ, triển khai định kỳ theo từng nhóm đối tượng nguy cơ trong kế hoạch. Trên cơ sở kế hoạch của Ủy ban nhân dân thành phố Tây Ninh, Ủy ban nhân dân phường xã xây dựng kế hoạch thực hiện tại địa phương cụ thể chi tiết. Sau đây là đánh giá mức độ nguy cơ theo xã phường thị trấn trên địa bàn thành phố Tây Ninh tính đến 9 giờ ngày 5 tháng 9 năm 2021. Phường 1, dùng đỏ, khu phố 2, khu phố 4, dùng cam, khu phố 1, dùng xanh, khu phố 3, khu phố 5. Phần 2, dùng đỏ khu phố 1, khu phố 3, dùng cam khu phố 2, dùng xanh khu phố 4. Phần 3, dùng vàng khu phố 1, khu phố 3, khu phố 5, dùng xanh khu phố 2, khu phố 4, khu phố 6, khu phố 7. Phần 4, dùng cam khu phố 3, khu phố 6, dùng vàng khu phố 1, khu phố 2, dùng xanh khu phố 4, khu phố 5. Phần hiệp Ninh, dùng đỏ hiệp thạnh hiệp bình hiệp lễ dùng xanh hiệp nghĩa phường ninh thạnh dùng đỏ ninh phúc dùng cam ninh lợi ninh đức ninh phước ninh hòa dùng xanh ninh nghĩa phường ninh sơn dùng cam ninh an ninh tân dùng giang ninh trung ninh thọ ninh lộc ninh thành ninh phú ninh bình xã tân bình dùng giang tân trung tân lập dùng xanh tân hòa tân phước xã thạnh tân dùng đỏ thành đông dùng cam thành trung thành hiệp dùng vàng thành lợi xã bình minh dùng cam dòng tre dùng xanh bình minh kinh tế đồng cỏ đỏ bầu lùng dòng cà cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe thông tin chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật trên các hạ tầng số của đài phát thanh và truyền hình tây ninh thông tin cập nhật nhanh nhất tại địa chỉ vkvkvk ttv 11 com vn quý vị hãy đăng ký kênh tây ninh tv audio để tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất thân mến chào tạm biệt